Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Việt Nam. Trên bàn mình đang là một chiếc smartphone mà mình có thể nói rằng chiếc máy rẻ nhất mà các bạn sẽ có con chip Snapdragon 845. Bây giờ trên thị trường hiện tại chúng ta đã có một chiếc máy gọi là giá rẻ, chiếc Vivo IQOO Neo khoảng tầm hơn 6 triệu là chúng ta đã có chip Snapdragon 845 6GB. Nhưng chiếc máy này nó còn rẻ hơn bởi vì nó là một sản phẩm kiểu máy line new. Và đây chính là chiếc LG G7. Hôm trước thì mình cũng đã có một video chia sẻ. Nhưng hôm nay thì mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn về cái chiếc máy này để xem là với Snapdragon 845 nó sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm như thế nào ở phúc tầm giá là hơn 5 triệu. Tất nhiên với một video mà mình đã để quá rõ ở tiêu đề, đấy là cái con chip trên phân khúc giá, thì mình sẽ chia sẻ nhiều về cái hiệu năng và cũng như những thứ mà nó có thể đạt được trong cái tầm giá này. Ví dụ đầu tiên thì mình sẽ có đây là tựa game Lenovo Mobile. Với game Lenovo Mobile thì đây là một trong tựa game mà các bạn nói rằng nó là một tựa game khá nhẹ, chứ đây là khá nhẹ, khiến cho những chiếc máy kiểu tầm trung chip đầu 7 cũng đã có thể là đạt lên được mức max setting. Nhưng mà hiện tại thì đã có những chiếc máy đuối hơn rồi. Ví dụ như là iPhone 7 Plus với con chip Apple A10 thì mình đã test không thể đạt lên được cái mức max setting, mà nó sẽ chỉ đạt lên được mức cao nhất, đấy là cao mà thôi. Còn với chiếc LG G7 với con chip là Snapdragon 845 ở phân khúc tầm giá là 5 triệu này, tức là nó chênh với chiếc iPhone 7 Plus là khoảng tầm gần hơn 2 triệu, thì chúng ta có thể mở chất lượng hình ảnh lên được tận là HD, tức là các bạn sẽ có thể trải nghiệm ở 60fps với hình ảnh là đẹp nhất. Tất nhiên do đây là phiên bản update đầu tiên của Lenovo Mobile nên là khi mà các bạn mở max setting lên thì một số máy sẽ xảy ra hiện tượng giật lag. Nhưng mà nói chung với chiếc LG G7 này ở phân khúc tầm giá là hơn 5 triệu, chúng ta đã có thể chơi max setting với tựa game đấy là Lenovo Mobile với phiên bản đấy là 3.0. Cái thứ hai đấy là với tựa game PUBG Mobile, khi mà khởi động Season 8 thì nó cũng đã có một cái phiên bản cập nhật cho cái setting của nó được đặt lên một tầm cao mới. Đấy là chúng ta có thể mở lên được HDR và cái frame rate để được là cực độ. Như trước đây thì một số chiếc máy chúng ta sẽ chỉ đạt được đấy là HDR và cực cao mà thôi. LG G7 thì mình nghĩ nó sẽ không đạt được lên cái mức đấy là HDR và cực độ, nhưng nó sẽ đạt được là HDR và cực cao. Đây là một trong những mức setting mà khó chiếc máy nào ở tầm giá hơn 5 triệu có thể đạt được. Nhưng LG G7 nó đã đạt được thì quả là một điều đáng khen cho chiếc LG G7. Và sau khi mình update cái tựa game đấy là PUBG Mobile lên thì mình sẽ vào phần đồ họa cho các bạn xem cái phần setting của nó. Thì khi các bạn để đồ họa xuống mượt, chúng ta có thể trải nghiệm cái tựa game này ở cực độ, tức là có thể chơi ở khung hình là 60fps. Nó sẽ mang lại cho các bạn một cái độ mượt gọi là gần như max rồi. Còn trong khi đó nếu như các bạn mở lên HDR thì chúng ta có thể để là cực cao. Thì như mình đã chia sẻ, đây là một trong những mức setting mà những chiếc máy ở tầm giá 5 triệu ao ước, phải ao ước cực kỳ ao ước luôn. Với iPhone 7 Plus bây giờ sẽ so sánh nhẹ cái đi, iPhone 7 Plus, Apple A10 bây giờ mở lên HDR thì cái frame rate của nó sẽ chỉ để được là ở cao mà thôi. Và khi các bạn hạ xuống mượt thì frame rate của chiếc iPhone 7 Plus nó cũng sẽ chỉ đạt được là cực cao, tức là nó sẽ không thể nào mang lại cho bạn cái trải nghiệm 60fps ở trong cái tựa game PUBG Mobile này. Thì đấy đã là những thứ mà mình cảm thấy LG G7 cực ngon ở phân khúc tầm giá là hơn 5 triệu rồi. Và ngoài cấu hình ra thì chúng ta cũng sẽ không thể nào mà không nhắc tới cái phần màn hình của LG G7 này được, bởi vì nó sẽ có kích thước khá lớn để cho các bạn có thể trải nghiệm 6.2 cô độ phân giải là 2K, tỷ lệ 19:5:9 có tai thỏ phía bên trên. Nhưng một điều mà mình cảm thấy là không thích ở trên cái LG G7 này, đấy là ở phần tối ưu của nó. Trước đây khi mà mình có dùng LG G7 ở trên phiên bản phần mềm đầu tiên ấy, thì mình có dùng cái chiếc máy này xem video, và khi mình xoay video ra, mình giãn khung hình ra thì nó không hề bị ăn vào phần tai thỏ. Nhưng hiện tại cái phiên bản phần mềm hiện tại thì khi chúng ta scale video YouTube ra nó lại bị ăn lên phần tai thỏ. Thì đây là một cái điểm mình đang thắc mắc, không biết rằng LG ông ấy làm kiểu gì. Trước đây làm phần mềm ngon thế, tai thỏ tối ưu ngon thế, scale ra không bị ăn vào tai thỏ giúp chúng ta không bị mất cái phần trải nghiệm bên trên, nhưng mà cập nhật lên tự nhiên bị ăn vào phần tai thỏ. Bỏ qua phần màn hình thì LG G7 nó cũng sẽ rất ngon ở một cái điểm nữa, đấy là nó có dark rời. Với những chiếc máy kiểu tầm trung ở tầm giá này, hay là một số chiếc máy đến từ Samsung hay là chiếc máy đến từ Xiaomi ở tầm giá này, thì chắc chắn nó sẽ không có dark rời để các bạn có thể trải nghiệm được những âm thanh tuyệt vời nhất bằng tai nghe. Còn với LG G7 thì chắc chắn rồi, các bạn sẽ có jack cắm tai nghe 3.5, các bạn có dark rời, và khi các bạn trải nghiệm với những bài nhạc lossless và tai nghe Hi-Res thì không thể nào mà chê được. Kiểu với những người tai trâu như mình thì có lẽ không phân biệt được, nhưng với những em nào có một cái màng nhĩ nó gọi là khó tính một tí, hoặc là với những người có trình độ thẩm âm cao, thì chắc chắn LG G7 sẽ cực kỳ làm hài lòng các bạn. Ngoài ra thì camera của LG G7 cũng đầy đủ ấy chứ, chúng ta sẽ có cam kép ở phía sau mặt lưng, một cam góc thường, một cam góc rộng. Và nếu như 2019 những nhà sản xuất khác mới bắt đầu theo đuổi đi theo cái xu hướng là camera góc rộng, thì LG G7 nó đã được trang bị từ trước rồi, nó đi trước thời đại cơ. Chúng ta sẽ có cam góc thường, cam góc rộng này,
và chúng ta cũng sẽ có luôn cả chụp chân dung ở đây. Và cái chân dung này thì nó sẽ được hỗ trợ bởi đèn laser đo độ sâu trường ảnh, nên là các bạn cứ yên tâm đi. Những bức ảnh chụp chân dung ra từ L7 thì gần như là cũng không có điểm gì để chê ở phân khúc tầm giá là 5,5 triệu này. Và trên đấy là những chia sẻ của mình về L7 với mức giá là hơn 5 triệu. Chúng ta có Snapdragon 845 và chúng ta cũng sẽ có rất nhiều trải nghiệm khác ngon nghẻ. Và các bạn thấy sao về L7? Đây có phải là chiếc smartphone vô địch tầm giá hay không? Xin một comment để lại ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Video của mình thì tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy vui đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.